Chương trình được bảo trợ bởi SCT Home Shopping. SCT Home Shopping hân hạnh giới thiệu Pink Magic Lash, sản phẩm sắc đẹp giúp lông mi mắt mọc dài, dày và đẹp, free shipping. Kiều Khanh xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe và thẩm mỹ do Kiều Khanh và Kim Phượng phụ trách vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần từ 7 giờ tới 8 giờ. Ước mong sẽ đem lại cho quý vị những giây phút vui tươi nhất. Chào Kim Phượng. Chào Kiều Khanh, Kim Phượng xin mến chào quý khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, trước khi mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin quý vị cùng chúng tôi chào đón model chị Liên. Hello chị Liên. Hello chị Liên. Dạ, Liên làm ở Sương Lam. Xin chào các bạn. Kính thưa quý vị, trong những lần show trước là Kiều Khanh lúc nào cũng muốn chia sẻ quý vị về makeup giới trẻ, thì ngày hôm nay Kiều Khanh đặc biệt, Kiều Khanh và Kim Phượng sẽ hướng dẫn quý vị cách makeup của người lớn. Chị Liên, hôm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay Liên 57 ạ. 57 trời tuổi. Ơi, Kiều Khanh wow. Người lớn làm Kim Phượng nghe hết hồn. Chứ từ trước tới giờ chị Liên nhìn Kim Phượng nghĩ là chắc chị 40 mấy thôi, chứ ai mà nghĩ được 57. Cho nên ngày hôm nay Kiều Khanh sẽ hướng dẫn quý vị cách make up kiểu người lớn. Thực sự rất là đơn giản quý vị ơi, không khó. Cho nên hôm nay các cô hoặc là các chị nào cùng với lứa tuổi của chị sẽ làm coi như là quý vị sẽ được hướng dẫn thì để làm sao mà quý vị make up một cách nhanh nhất mà không phải tốn thời gian. Thì Kiều Khanh đố Kim Phượng, trước khi mà mình ngủ dậy và sau khi mình đi làm về, trước khi mình leo lên giường mình ngủ, trước khi mình thức dậy thì mình làm cái gì? Trời ơi, Kim Phượng quen Kiều Khanh được mấy năm rồi, đây là một cái bài bản lúc nào Kiều Khanh cũng dạy Kim Phượng hết. Dạ, thưa Kiều Khanh, khi mà đi làm về, việc đầu tiên Kim Phượng làm là phải rửa mặt để cho sạch hết lớp makeup, rồi sau xuôi đó thì mới bỏ moisturizer vào. Còn buổi sáng trước khi mà mình ngủ dậy đó thì cũng lại phải rửa mặt lại, rồi bỏ moisturizer hoặc là bỏ serum, rồi bỏ sunscreen lên. Kim Phượng đấy có đúng không? Trả bài có hay không? Như vậy thì là quá đúng. Thực sự ra ngày hôm nay Kiều Khanh và Kim Phượng mạo muội xin giới thiệu quý vị một sản phẩm vừa mới ra thị trường của Nhật, đó là Surahi. Thì như quý vị biết là Surahi là làm bằng bột sạch mà nó làm trắng da quý vị. Cho nên nếu mà quý vị nào mà muốn cho da mình trắng thì đây là một cơ hội cho quý vị rửa mặt, và nó sẽ lấy đi hết tất cả những cái chất dơ bám vào hàng ngày của quý vị, cũng như là nó có thể làm cho những cái lỗ chân lông của quý vị nó lấy hết ra những cái chất dơ bám trong lỗ chân lông của quý vị, nó sẽ làm cho lỗ chân lông của quý vị nó nhỏ lại. Ngoài ra còn cái gì nữa Kim Phượng? Kim Phượng được biết là cái kem rửa mặt này nó có một cái chất fullerene, cái chất này thì nó làm cho tẩy trắng da nè, mà nó có 11 cái thành phần lấy từ thực vật cây cỏ, nên nó làm cho da mình lột nhẹ nhàng mà rất là mượt mà nữa, và nó giúp cho cái nếp nhăn của mình nó sẽ được mờ đi quý vị, mà cái mùi vị cũng rất là thơm. Cho nên nếu mà quý vị nào muốn cho da của mình thật là trắng, thật là sạch, nếp nhăn mình mờ, thì đây là cơ hội cho quý vị gọi cho SET Home Shopping để order sản phẩm Surahi của Japan, tức là của Nhật quý vị. Mà quý vị biết, Kim Phượng biết rồi, nói đến Nhật thì ai cũng phải nói là Nhật thường thường hay sản ra những cái loại sản phẩm rất là tốt, rất là phù hợp cho người Á Đông chúng ta. Cho nên là khi mà SET vừa mới nói cho Kiều Khanh biết là đây là một cái sản phẩm vừa mới ra thị trường, thì Kiều Khanh vội vã nói là phải cho em lên đây để em giới thiệu tới đồng hương chúng ta. Kiều Khanh có biết không, Kim Phượng rất thích đồ ăn của Nhật, cứ mỗi lần đi ăn sushi, ăn cá đó thì lại được uống green tea, uống trà xanh. Sau đó Kiều Khanh nói là, và Kim Phượng nghiên cứu thì nói trà xanh nó có nhiều cái chất antioxidant, nó làm cho chống lão hóa. Thì khi mà Kim Phượng đọc đến cái thành phần của cái kem rửa mặt này nè, thì trong đó nó có cái chất trà xanh, nó cũng chống lão hóa cho mình, mà nó làm cho cái da mình nó giữ được độ ẩm nhiều nữa. Rồi ngoài ra cái công ty Suhari này cũng có làm thêm một cái loại mà serum, mà quý vị biết là thường thường serum á chúng ta rất là cần thiết khi mà ban đêm, là bởi vì nó rất là mạnh.
nó lại làm cho coi như là cái da của mình nó săn chắc lại hơn, và nó làm cho cái da của mình nó sẽ trắng hơn. Thì đây là một cái cơ hội cho quý vị, mà đặc biệt một cái là loại da nào quý vị cũng có thể xài được, chứ không phải là riêng da dầu hoặc là da khô hoặc là da nhạy cảm. Cho dù là quý vị là da nhạy cảm, quý vị xài cũng được, không sao cả. Mà nó làm cho tất cả những cái người giống như là thí dụ như quý vị biết rằng là khi mà mình lớn tuổi, cái sự đàn hồi da của mình mất đi rất là nhiều, thì cái phần này của mình nó sẽ bị xê gì, tức là nó sẽ bị lỏng cái phần này. Khi mình dùng cái serum này đó quý vị, thì quý vị biết rằng là nó sẽ làm cho cái da của mình nó firm chắc lại, nó làm cho mình trẻ ra, rồi nó làm cho mình giống như là mặt da mình nó căng ra. Ngoài ra rồi còn gì nữa không Kim Phượng? Ngoài việc nó làm cho da mình căng ra, nhưng mà Kim Phượng thích là ở trong cái serum này nó giữ được cái chất ẩm lâu, mà trong đó nó cũng có cái chất collagen. Collagen thì nó làm đúng như Kiều Khanh nói là nó làm cho cái da mặt mình săn lại, và nó cũng có cái chất hồi nãy Kim Phượng nói là cái chất fullerene ở trong đây nữa. Rồi ngoài ra đó là công ty Surihi này còn ra là một cái loại kem ban đêm, mà kem trắng chống lão hóa quý vị. Mà nãy giờ Kiều Khanh muốn thử cái mùi đó, thì cái mùi nó rất là dễ chịu, và nó làm cho những cái da mà giống như là quý vị nhớ là quý vị đi ra nắng nhiều quá thì cái da quý vị nó bị damage, tức là nó bị hư hại. Thì đây là một cái cơ hội cho quý vị dùng cái kem này để cho nó sẽ làm cho những cái da bị tổn thương nó sẽ làm cho không còn nữa. Rồi ngoài ra nó cần những cái lớp điểm đen trên cái khuôn mặt, những cái nếp nám quý vị, nó cũng sẽ làm cho mờ dần. Rồi nó làm những cái da mà giống như bị nhão đó, Kim Phượng như chị Liên, những cái da mà giống như là mình không có chịu dưỡng da lúc mình còn nhỏ, rồi khi mình lớn lên đó thì cái sự đàn hồi da mình mất đi đó, thì bây giờ cũng là lúc mà mình dùng cái loại kem này để mình bồi bổ cái da của mình, thì mình giống như là mình làm cho cái da mình nó chắc, nó săn lại. Thì khi mà nó chắc nó săn lại như vậy thì nó sẽ làm cho quý vị trẻ đi rất là nhiều. Vậy Kim Phượng muốn hỏi Kiều Khanh là ok, cứ cho là buổi tối ha, Kim Phượng sẽ trước khi đi ngủ rửa mặt bằng cái kem rửa mặt này, sau đó Kim Phượng bỏ cái serum lên. Nếu bỏ cái serum lên rồi có cần phải bỏ kem lên không, hay chắc là chắc chắn chứ phải có chứ. Khi mà mình rửa mặt xong rồi đó, mình bỏ nước hoa hồng, tức là bên Mỹ gọi là toner. Rồi sau khi mình bỏ toner xong rồi đó, bắt đầu mình mới bỏ serum lên. Rồi bỏ serum lên, mà quý vị biết khi mình bỏ serum lên đó thì mình bỏ một hai giọt trong tay của mình, xong mình thấm nhẹ thôi, mình thấm trên mặt, mình đừng có chà cái mặt của mình, tại vì nếu mình chà thì cái da của mình nó sẽ bị nhăn. Cho nên mình thấm thật, mình dùng, mình thấp trên cái mặt của mình, rồi sau đó mình dùng kem moisturizer hoặc là kem dưỡng da ban đêm mình bỏ lên. Để làm gì? Để cho nó vừa có serum mà vừa có moisturizer, thì cái da của mình nó sẽ có nhiều cái moi nhiều hơn, thì nó không có làm cho da mình khô. Và nhất là ban đêm thì mình biết mình ngủ 8 tiếng tới 9 tiếng, thì trong cái thời gian đó tất cả những cái chất dinh dưỡng nó sẽ hấp thụ vào trong da của mình. Mà đặc biệt cái kem mà Surihi này đó, nó có tới 11 loại thảo mộc và các chất chiết xuất từ thực vật dịu dàng, đồng thời cung cấp độ cứng hiệu quả với lại hydrate hóa, tức là nó làm cho da quý vị nó sẽ không còn khô nữa, nó sẽ làm cho những cái nếp nhăn quý vị nó mờ đi, và nó làm cho mặt quý vị càng ngày càng sáng, càng ngày càng trắng ra. Mà Kim Phượng biết không, Kiều Khanh biết là người Á Đông chúng ta khác với người nước ngoài là ai cũng thích trắng. Đúng không chị? Dạ, không rồi. Có người nào mà muốn đen hết trơn á. Thì trong cái kem này nó có cái chất coQ10. Cái chất đó là nó sẽ lột da nhẹ, tẩy da, thì đúng rồi. Thì đó, cho nên nó là coi như là những cái đường như là mình muốn trẻ hoài thì chắc chắn chắn là mình cười thì mình trẻ, nhưng mà đôi khi nhiều khi mình cười quá thì cái phần này của mình nó cũng làm cho chỗ này nó dễ bị cái nếp nhăn. Nhưng mà cái loại kem này nó cũng làm cho nó mờ đi những cái nếp nhăn xung quanh miệng của mình hoặc là xung quanh mắt của mình quý vị. Cho nên đây là một cái mà kem mà Kiều Khanh nghĩ rằng là rất là phù hợp với người Á Đông. Cho nên nếu quý vị nào chưa một lần thử qua thì gọi cho SET Home Shopping với số phone là 1877 620 7467 để mà order sản phẩm này về xài. Là bởi vì người ta nói là ngăn ngừa còn hơn chữa bệnh, phải không quý vị? Cho nên quý vị đừng nghĩ là ô bây giờ nó trễ rồi. Không bao giờ trễ. Nếu mà chúng ta biết cách mà bảo vệ, giống như là ăn uống, điều độ, ngủ đầy đủ, rồi thêm nữa là mình dùng những kem dưỡng da tốt, thì chắc hẳn là mình sẽ trẻ đẹp hoài. Đúng không chị Liên? Dạ đúng vậy. Liên là người... Đúng không? Phan đúng không Kim Phượng? Đúng rồi. Thì